Các bạn thân mến, nữ sĩ Xuân Quỳnh đã từng viết trong tác phẩm của mình như thế này: chẳng sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng. Có thể thấy một điều rằng là trong những vần thơ của Xuân Quỳnh bao giờ cũng vậy, là một thứ tình yêu vô cùng khát khao, vô cùng cháy bỏng. Thơ Xuân Quỳnh vẫn thường hồn nhiên, giản dị, gần gũi tựa như hơi thở. Thế nhưng mà không thể phủ nhận rằng trong những niềm khát khao yêu đương đó, chúng ta vẫn nhận ra ở trong đó là gì ạ? Là những lo âu trăn trở hết sức đàn bà. Có lẽ là bởi vì tình cảm dành cho đối phương quá lớn, hay là vì những vụn vỡ trong tình yêu mà người nghệ sĩ này đã từng phải trải qua. Thế nên bao giờ cũng vậy, Xuân Quỳnh luôn chất chứa cho những tác phẩm của mình là biết bao nhiêu những âu lo, những trăn trở đời thường. Ngày hôm nay, ở trong phần video clip này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một bài thơ vô cùng nổi tiếng của nữ sĩ Xuân Quỳnh, và chị hy vọng là với phần chia sẻ này thì chúng ta sẽ hiểu thêm nữa về người nghệ sĩ này các em nhé. Bài thơ được mang tên là bài thơ Hoa Cỏ May. Bài thơ như thế này: cát vắng sông đầy cây ngẩn ngơ, không gian sao xuyến chuyển sang mùa, tên mình ai gọi sau vòm lá, lối cũ em về nay đã thu. Mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biếc lúc nguyên sơ, đắng cay gửi lại bao mùa cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em sơ ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Vẫn là một cái lời nghi ngại của Xuân Quỳnh về tình yêu của chính mình. Bởi vì em sợ không biết là liệu rằng rồi thì tình anh trong thoáng chốc có đổi thay hay không. Bởi vì có những nỗi âu lo vẫn thường trực ở trong trái tim của em. Bởi vì em thấy mình không xứng đáng với anh, và có những khoảnh khắc em đã nghĩ rằng hay là em bỏ anh đi để cho em mất đi cái cảm giác này. Thế nhưng mà em lại nhận ra rằng là cuộc đời của em đã buộc vào cuộc đời của anh rồi, thế nên cắt đi làm sao nổi. Những âu lo trăn trở của Xuân Quỳnh đã nói lên giúp tiếng lòng của biết bao nhiêu người con gái trong tình yêu. Cũng rất sợ rằng mình không xứng đáng với đối phương, và sợ rằng là tình yêu chỉ mỏng manh như màu khói, đến một ngày liệu rằng anh có đổi thay hay là không. Thế nhưng mà tôi tin rằng là với câu trả lời của Lưu Quang Vũ ở trong một lá thư tình của mình khi viết cho Xuân Quỳnh, thì Xuân Quỳnh đã có thể khiến cho lòng của mình bình yên trở lại. Bởi vì Lưu Quang Vũ nói rằng là dù như thế nào thì anh vẫn là anh của em, phải không ạ? Với tất cả những ưu và nhược điểm, và anh sẽ yêu thương em hơn tất cả những ngày qua cộng lại. Chúng ta thấy rằng là Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ vẫn là một mối tình thơ mà đến bây giờ bạn đọc 31 năm rồi vẫn dành một cái tình cảm trọn vẹn cho cặp đôi này. Tôi tin rằng là ngày hôm nay khi mà chị chia sẻ cùng với các bạn về bài thơ Hoa Cỏ May ở trong phần video clip này, thì các bạn đã có thêm những cái hiểu biết để chúng ta có thể vận dụng nó một cách linh hoạt vào bài viết của mình các em nhé. Và đây cũng sẽ là một trong những video clip để giúp cho các bạn yêu môn văn hơn và có hứng thú để tìm hiểu với môn học này. Cảm ơn các em vì đã xem hết phần video clip này, và đừng quên là chị vẫn đang có một khóa học VIP dành cho các bạn vào cuối tháng 10 này, để chúng ta sẽ có một cái hành trình thật là tuyệt vời cùng với nhau các em nhé. Còn nếu như băn khoăn không biết là nên chọn tài liệu nào để học văn, thì cũng đừng quên nhắn tin cho chị hoặc là nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Yên để chúng ta được tư vấn về cách học văn, cũng như là tư vấn về bộ tài liệu cần thiết nhất cho chúng mình trong quá trình ôn thi đại học các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.